lớp lớp công nhân đắp xây truyền thống từng dòng như trắng tô thắm cờ hồng bao năm xa xưa đất pha màu máu vùng lên chiến đấu gian khổ bên nhau Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, Thi đua khen thưởng là động lực phát triển, là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Người yêu nước là phải thi đua, thi đua là yêu nước. Trong những năm qua, đảng bộ lãnh đạo tập đoàn công đoàn cao su việt nam cũng như lãnh đạo các đơn vị cơ sở đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng của bác hồ về công tác thi đua coi việc vận động cán bộ công nhân viên chức tham gia các phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm là việc làm thường xuyên gắn yếu tố thi đua vào sản xuất để làm động lực thúc đẩy cán bộ công nhân viên chức mẫu lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao việt nam đồng Trong giai đoạn 2015-2019, tập đoàn luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do nguồn thu chính của tập đoàn là từ kinh doanh cao su chịu tác động lớn bởi đà giảm của giá cao su thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt bằng nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt, kịp thời, nên kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong những năm qua vẫn có sự tăng trưởng. Vừa rồi có những việc đớn tiếc xảy ra, các những việc cũ, chứ không phải việc hiện nay. Cách đây cũng 10 năm rồi, khó khăn gian khổ, nhưng mà luôn đoàn kết, luôn tiến bộ, luôn định hướng, thoát ra những khó khăn. Đó chính là bản lĩnh rất quan trọng của tập đoàn chúng ta. 25 năm chỉ là 2.500 tỷ lợi nhuận sau thuế, và đến năm 2017 chúng ta đã đạt 3.600 tỷ từ gấp đôi, đây, 25. Đây là một bước tiến bộ rất là tốt và đến nay thì cũng nó yên tâm về cao su Việt Nam luôn chấp hành mọi ý kiến chỉ đạo của chính phủ của thủ tướng chính phủ trong những vấn đề tái cơ cấu trong phát triển ngành cao su. Trong giai đoạn 2015-2019, tập đoàn có những thay đổi lớn. Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 2090 phê duyệt phương án cổ phần hóa của tập đoàn. Theo đó, Ngày 22 tháng 5 năm 2018, tập đoàn tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam Công ty Cổ phần từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Hiện nay, vị thế của ngành cao su Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng giữ vai trò quan trọng. Việt Nam hiện xếp thứ ba thế giới về sản xuất và xuất khẩu cao su thiên nhiên với năng suất bình quân vườn cây cao su tiếp tục đứng hàng đầu thế giới để đạt được những thành quả to lớn đó, bên cạnh sự quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên trước lao động, không thể không nhắc đến việc triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do trung ương phát động và các phong trào thi đua mang tính đặc thù của ngành cao su. Thì tôi thấy cái công tác thi đua khen thưởng của tập đoàn làm rất là bài bản từ cái triển khai cho đến phát động các cái phong trào thi đua ngoài phong trào chung của cả nước thì các đồng chí phát động những cái phong trào riêng của ngành. Theo tôi biết ví dụ như cái phát động một cái phong trào là câu lạc bộ 2 tấn hoặc là cái phong trào thi đua truyền thống của các cái ngành lao động sản xuất đó là thi thợ giỏi, luyện tay nghề. Các đồng chí cũng bàn tay vàng rồi cũng cả nhiều công nhân cũng đã đạt được cái danh hiệu này. Rồi cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật qua cái phong trào đã phát hiện rồi đề xuất khen thưởng cho những người lao động trực tiếp. À ngoài ra không thể không nói đến cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. À bên cạnh đó là gắn với cái trách nhiệm nhiệm vụ chính trị à, là giữ vững cái an ninh quốc phòng. Bên cạnh lĩnh vực cao su, tập đoàn còn tập trung nguồn lực để phát triển các lĩnh vực chính khác đã được chính phủ phê duyệt, bao gồm ngành chế biến gỗ, khu công nghiệp, công nghiệp cao su và nông nghiệp công nghệ cao các lĩnh vực này đều hoạt động hiệu quả, đóng góp đáng kể vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Sản phẩm gỗ chủ yếu của tập đoàn gồm sơ chế, ghép tấm, tinh chế và gỗ ván sợi MDF. Toàn tập đoàn có 20 nhà máy sản xuất gỗ với tổng công suất thiết kế đạt khoảng 1.127.180 m khối năm với tổng mức đầu tư là 4.480 tỷ đồng sản phẩm gỗ của tập đoàn cung ứng cho thị trường trong nước và có mặt ở các nước lớn trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Hiện nay, tập đoàn đang đầu tư vào 12 công ty hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp. Các công ty này đầu tư và khai thác tại 16 dự án khu công nghiệp với tổng diện tích 6.566 ha, nằm tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh và Hải Dương với tiềm lực đất đai sẵn có và đây là ngành nghề được chính phủ cho phép tập đoàn xác định sẽ phát huy tiềm lực tiếp tục đầu tư mở rộng các khu công nghiệp hiện có và mở mới khu công nghiệp ở những nơi đủ điều kiện để thu hút các nhà đầu tư đây là lĩnh vực đem lại lợi nhuận lớn nhất hiện nay của tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp cao su, sản phẩm găng tay y tế của tập đoàn đã được xuất sang trên 40 nước và vùng lãnh thổ. Riêng lĩnh vực sản xuất băng tải, dây cua roa, cao su kỹ thuật các loại nệm gối cao su, bóng thể thao, chỉ thun đã đóng góp hơn 379 tỷ đồng vào tổng doanh thu năm 2019 của toàn tập đoàn. Bên cạnh đó, từ năm 2017, tập đoàn đã phát triển sản phẩm lốp xe tải mang thương hiệu 3 sao VRG, sản phẩm đạt tiêu chuẩn JIS D4230 của Nhật Bản và tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7533-2005. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động. Những năm gần đây, tập đoàn đã tích cực triển khai phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Một số đơn vị đã thực hiện và bước đầu có hiệu quả như cao su dầu tiếng, cao su phước hòa. Định hướng chiến lược phát triển của tập đoàn là hướng đến phát triển bền vững, xác định tầm quan trọng của hướng đi này, tập đoàn đã có những bước đi tích cực trong triển khai thực hiện. Năm 2018 được đánh dấu là năm tập đoàn đẩy mạnh chương trình phát triển bền vững. Đến nay, tập đoàn đã ban hành chương trình phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024. Tập đoàn đã hoàn thành việc đánh giá để cấp chứng chỉ VFCS trên FM với diện tích 13.000 ha cao su và chứng chỉ VFCS trên COC cho 6 nhà máy chế biến tại 3 công ty cao su Phú Riềng, Bình Long và Dầu Tiếng. Trong năm 2019, tập đoàn đã tiến hành hợp tác với Oxfam và Penn Nature với nội dung hỗ trợ rà soát xây dựng quy chế tham vấn cộng đồng và quy chế tiếp nhận xử lý khiếu nại, xây dựng mô hình rừng cộng đồng tại lễ công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam được tổ chức vào ngày 26 tháng 11 năm 2019, có 10 công ty thuộc tập đoàn nằm trong top 50 doanh nghiệp bền vững có thể khẳng định rằng trong suốt quá trình phát triển tập đoàn luôn có những bước chuyển mình để phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và xu thế của thời đại lãnh đạo tập đoàn luôn xem phong trào thi đua là đòn bẩy để các đơn vị phấn đấu hoàn thành kế hoạch vì vậy các phong trào thi đua yêu nước được triển khai một cách chủ động thiết thực và có hiệu quả Hàng năm, tập đoàn đều phối hợp với Công đoàn Cao su Việt Nam liên tịch ký kết, ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước nói chung và của tập đoàn nói riêng. Nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, bảo đảm tính phù hợp và tính khả thi, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng. Từ năm 2015, Đảng bộ tập đoàn đã có 9 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu điển hình được Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương Tuyên Dương khen thường. Tập đoàn đã có 2 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Dương khen thưởng, 347 thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác được tập đoàn Tuyên Dương khen thưởng và 81 tập thể, 131 cá nhân điển hình tiên tiến được Công đoàn Cao su Việt Nam Tuyên Dương khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước của công ty được tổ chức rất là thường xuyên và toàn diện trên mọi lĩnh vực. Thì nhờ đó đã lan tỏa được tới đội sản xuất của nhà máy. Đồng thời đơn vị đã nhân rộng được cái điển hình tiên tiến những cá nhân và tập thể có sáng kiến trong sản xuất. Hòa chung không khí chung tay trách nhiệm với cộng đồng trong phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Năm 2019, Đảng ủy Tập đoàn đã vận động toàn thể cán bộ công nhân viên trước, người lao động tham gia nhắn tin, cả nước chung tay vì người nghèo qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia. Việc chia sẻ khó khăn, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và phát triển cộng đồng được Tập đoàn đặc biệt quan tâm. Trong năm qua, thông qua các chương trình, Tập đoàn đã đóng góp gần 35 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội khác. Nhờ những đóng góp đó, Tập đoàn được Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Cộng sản bình chọn là một trong 10 tổ chức tiêu biểu xuất sắc được tặng bằng khen vì sự nghiệp xóa đói giảm nghèo. Ngay sau khi chính phủ phát động chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tập đoàn đã triển khai phát động phong trào thi đua toàn ngành chung sức tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới đến các đơn vị thành viên. Các dự án trồng cao su tại các đơn vị trong nước, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, phức tạp, đã phát huy tác dụng tích cực trên nhiều mặt, phủ xanh đất trống đồ trọc, góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn, cải thiện môi trường sinh thái, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, thay thế rừng nghèo kiệt bằng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn. Chủ đề, mục tiêu, nội dung và tiêu chí thi đua luôn được tập đoàn xác định phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và mang tính đặc trưng riêng của ngành cao su. Luyện tay nghề, thi thợ giỏi, thi đua lao động sản xuất giỏi luôn là phong trào thi đua tiêu biểu của ngành cao su, phong trào được tiến hành thường xuyên và liên tục. Nhờ đó, chất lượng trình độ tay nghề của công nhân khai thác luôn được rèn luyện và nâng cao, tỷ lệ tay nghề khá giỏi hàng năm của tập đoàn đạt trên 90%. Đỉnh cao của phong trào luyện tay nghề là hội thi bàn tay vàng khai thác mổ toàn tập đoàn được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Trong năm 2018, tập đoàn đã tổ chức thành công hội thi bàn tay vàng khai thác mủ lần thứ 11. Đây là hội thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự quy tụ của 213 thí sinh từ 49 đội thi từ các đơn vị trong và ngoài tập đoàn tham gia. Phong trào xây dựng câu lạc bộ 2 tấn hectare năm đã được phát động và duy trì từ năm 2006. Tính đến nay, tập đoàn đã công nhận cho 12 công ty và 80 nông trường đạt danh hiệu câu lạc bộ 2 tấn hecta. Để nhìn lại những thành quả lao động sản xuất trong suốt thời gian qua, năm 2018, tập đoàn đã tổ chức lễ vinh danh các thành viên câu lạc bộ 2 tấn hecta và bàn tay vàng giai đoạn 2006-2017. Đây là hoạt động có ý nghĩa lớn nhằm tôn vinh những công ty, nông trường và đặc biệt là các tổ có năng suất vượt trội 3 tấn hecta đã luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng trong công tác quản lý, tổ chức sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất vườn cây. Tính từ khi thành lập đến nay đã kết nạp thêm nhiều công ty, nông trường vào câu lạc bộ. Đây cũng là một thành quả đáng tự hào, minh chứng cho nỗ lực trong việc nâng cao năng suất vườn cây, năng suất người lao động của các đơn vị. Phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm được Tập đoàn và Công ty Cao su Việt Nam liên tịch phát động và là phong trào được 100% các đơn vị triển khai thực hiện. Phong trào này có đóng góp to lớn cho việc vượt kế hoạch sản lượng hàng năm của Tập đoàn. Công đoàn các cấp đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền để bám sát vườn cây, nhà máy, theo dõi tiến độ sản lượng từng ngày và có các hình thức khen thưởng kịp thời cho các cá nhân, tập thể về trước kế hoạch nhờ đó năm nào tập đoàn cũng vượt chỉ tiêu sản lượng được cấp trên giao ngày càng có nhiều đơn vị về trước kế hoạch những năm gần đây phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh và triển khai sâu rộng đến từng đơn vị thành viên để khích lệ cho phong trào lao động sáng tạo phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật lãnh đạo tập đoàn đã tổ chức xét tặng giải thưởng cao su việt nam nhằm tuyên dương những cá nhân hoặc nhóm tác giả có nhiều thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sáng tạo qua đó, càng ngày tập đoàn càng có nhiều sáng kiến, cải tiến, đem lại giá trị làm lợi cao. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu và những sáng kiến, cải tiến làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị. Trong năm 2017-2018, tập đoàn có 6 thành viên thanh niên được vinh danh tại Festival Sáng Tạo Trẻ Toàn Quốc. Sau khi nhận giải thưởng cao su Việt Nam lần đầu tiên thì chúng tôi được thực hiện rất nhiều các cái đề tài áp dụng vào thực tế sản xuất và cũng nhiều cách tiêu biểu như là quản lý nguyên liệu cao su để sản xuất ly tâm rồi sản xuất mũ SPR10 từ các loại nguyên liệu phụ thì được tập đoàn đánh giá cũng cao. Tập đoàn hiện đang quản lý trên 81.000 cán bộ công nhân lao động, trong đó lao động là đồng bào dân tộc chiếm 32,09%. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lãnh đạo các đơn vị đều rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động công an việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước. Ngoài các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được tập đoàn quan tâm và tích cực đẩy mạnh, hàng năm đều luôn phiên tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ toàn ngành. Phong trào văn thể là món ăn tinh thần không thể thiếu sau những giờ làm việc mệt nhọc. Thực tế thông qua phong trào này, không những nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên mà còn tạo nên sân chơi bổ ích là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi về phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, qua đó tạo sự gắn kết, thống nhất, động viên nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2019 vừa qua là năm có nhiều cột mốc quan trọng đối với hoạt động của ngành cao su Việt Nam và của tập đoàn là năm kỷ niệm 122 năm cây cao su có mặt tại Việt Nam. Kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, 28 tháng 10 1929 28 tháng 10 2019 với sự kiện thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng gắn với phong trào phú rèn đỏ của công nhân cao su. Vì vậy, ngay từ đầu năm, tập đoàn và công đoàn cao su Việt Nam đã phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội trong toàn tập đoàn với 26 hoạt động ý nghĩa được các cấp ghi nhận bên cạnh việc phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua thì tập đoàn còn chú trọng đến công tác xây dựng điển hình tiên tiến vì đây là nhân tố quan trọng là nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước từ các phong trào thi đua đã phát hiện lựa chọn bồi dưỡng các nhân tố tiêu biểu xuất sắc để tuyên truyền nhân rộng biểu dương khen thưởng kịp thời các đơn vị luôn tạo điều kiện để từng điển hình phát huy được năng lực sở trường nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thực hiện quy chế về khen thưởng nhân điển hình trong phong trào hiếu học, hàng năm tập đoàn tổ chức lễ vinh danh con em công nhân nghèo học giỏi vượt khó. Từ đó, phong trào lan tỏa trong đội ngũ công nhân cao su và con em công nhân. Khen thưởng hàng năm đã trở thành động lực giúp con em công nhân phấn đấu học giỏi, trở thành nguồn lực của ngành cao su và của đất nước trong tương lai. Qua 5 năm thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, toàn tập đoàn đã vinh dự nhận được các phần thưởng cấp cao. 5 tập thể và một cá nhân nhận huân chương lao động hạng nhất, 3 tập thể và 7 cá nhân được nhận huân chương lao động hạng nhì, 2 tập thể và 19 cá nhân nhận huân chương lao động hạng ba, 12 tập thể, 70 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 28 tập thể nhận cờ thi đua của Chính phủ và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập đoàn cũng đã trao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển ngành cao su Việt Nam cho 8.423 cá nhân có không đóng góp xây dựng tập đoàn. Khen thưởng kịp thời cho các đơn vị hoàn thành trước kế hoạch với tổng số tiền khen thưởng hơn 9,4 tỷ đồng. Phải khẳng định là tập đoàn là rất là quan tâm, rất là chú trọng đối với công tác là thi đua là khen thưởng. Xem đây là một cái động lực và một cái cái giải pháp đó là để thực hiện đó là các cái nhiệm vụ hoàn thành các cái nhiệm vụ của tập đoàn nói chung và của các cái đơn vị thành viên là nói riêng để thực hiện tốt cái là cái phong trào là thi đua khen thưởng thì do cái quy mô của tập đoàn nó là khá rộng và nhiều cái đơn vị thành viên cho nên để thực hiện đạt được cái mục tiêu này thì tập đoàn là tổ chức 14 cái cụm thi đua ở tất cả các cái khu vực, các cái vùng miền và là các cái lĩnh vực, các cái ngành nghề phù hợp để tổ chức thực hiện là tốt thực hiện này. Nhìn lại thời gian qua, những phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực là động lực thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của tập đoàn trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động của tập đoàn và các phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa nên hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn có hiệu quả, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển có doanh thu, lợi nhuận nộp ngân sách đầy đủ cho nhà nước, đảm bảo công an việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động ở vùng sâu, vùng xa, chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự, an ninh quốc phòng trên địa bàn đứng chân trong uh, nhiệm vụ mới để chúng tôi khẳng định là công tác thi đua khen thưởng thực sự vẫn là động lực rất quan trọng để chúng ta hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ trong 5 năm tới đó là 2020 và 2025. À, với chủ trương của Đảng bộ, của hội đồng quản trị, của ban điều hành, à, chúng tôi tin tưởng là chặng đường tới các nhiệm vụ chỉ tiêu của tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhất. Trong đó, động lực rất lớn, vai trò quan trọng đó là công tác thi đua và khen thưởng. Mặc dù dự báo còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng tin tưởng rằng các phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong 5 năm tới nhất định sẽ có bước phát triển mới. Phát huy truyền thống 91 năm hào hùng của ngành cao su, các đơn vị sẽ cùng đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức trước mắt, phát triển sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần người lao động. Tập đoàn sẽ ngày càng phát triển, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thị trường cao su thế giới góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cao